Xem mày máy parmesan đi. Có hươu đầu lùa về cho game thủ văn nhất. Vậy tạm thời là ổn. Khi mà những cây gỗ đầu gần, một cây gỗ đầu gần, tạm thời thì có hươu đùa về là ổn đánh cho pan rồi. Còn thời điểm về sau chúng ta sẽ đi dò và thấy thêm vài bãi quả nữa thì sẽ là tuyệt vời. Anh Hoàng Hải à, vâng, cái bộ môn lô quân thì em cũng thi đấu cũng khá khá thôi. Cho nên là anh em cũng biết được một vài quân quân tuyển và cấm. Ví dụ như kiểu AC, Persian, Persian thì không biết được liệt kê không, cho Son, Babylon. Bằng lô à, người chia sẻ Nguyễn Anh Tài. Còn thời điểm bây giờ đã mới chỉ có 16 giờ 16 phút thôi. Và anh em cũng bắt đầu có những cái con số, những cái tính toán cho riêng mình rồi. Khi bây giờ chỉ còn lại khoảng tầm chưa đầy 2 tiếng nữa cho anh em đưa ra những quyết định mà thay đổi cuộc đời, thay đổi cái Tết cho riêng mình. Có thể là một cái Tết mà nó nhân đôi, nhân 3, nhân 4. Nhưng cũng có thể là một cái Tết mà nó về trai trắng, về con số 0. Khoảng 51 à? Bằng cái bộ môn hai số này ngày trước em cũng hay chơi. Để em nghĩ cho anh em con số nhá. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem trận thi đấu này game thủ chúng ta thi đấu xong thì em sẽ cho anh em một con số mà nhất định là sẽ về. Nếu chiều nay không về thì chiều mai anh em cứ tiếp tục phang. Trong vòng một tháng thì em tin chắc nó sẽ nổi cho anh em thôi. Không lệch đi đâu được. Và bàn thấy thêm bãi quả cũng như bãi hươu. Lực thì nói chung nó cũng là được, đủ lên đời, căn bản nó không được khỏe thôi. Giá như bãi hươu kia nó đổi thành một bãi quả nữa thì sẽ là tuyệt vời cho game thủ văn nhất. Anh Hoàng Hải à? À vâng, con tuyển thì bỏ Egypt, Greek, Baby và AC à? À có biết con cho son thì nó như nào anh nhỉ? Bằng chỗ em thì con cho son cũng hay cầm lắm. Bài pan của Văn Nhất như vậy thấy thêm đôi voi thôi. Vậy là ổn đến cho Văn Nhất. Quay qua mảnh máy game thủ Hoàng Mai Nhi. Cũng có voi, có hươu. Dường như bài Hoàng Nhi đánh với 22 nông dân và đã kích đời thì phải. Ủa mà một quân bên mình đánh về lâu về dài đang được đánh giá là hơi khê nếu như để hit tí đối phương khỏe. Hoàng Mai Nhi đang đánh 22 nông dân tên này. Một bài mà sẽ là kích 9 cực kỳ sớm hay sao? Lượng thực cũng như lượng gỗ đang dồn lên là khá đều rồi. Lên đời thì sẽ cho khoảng 3 nông dân đóng nhà điều kiện. Và nhiều khả năng sẽ lọt vài mà kích khoảng 92x đến từ Hoàng Mai Nhi. Ép đời rất tởm với game thủ top 1 với những bài mà tròn đồ. Như vậy màu 2 nữa. Game thủ Bùi Phương Nam. Và Bùi Phương Nam và Mitty đang sang ăn tranh một bãi quả của Hoàng Mai Nhi. Dường như đã còn khoảng tầm 100 thức thôi thì phải. Còn cái việc Mitty ăn tranh như này thì ổn thôi, tốt thôi. Con giò sẽ là đầy đủ công giáp dành cho Hoàng Mai Nhi. Khi mở nhà chính vẫn là còn hai sắc voi. Sóc giò đi anh. Sóc giò cắt dần vào vàng. Và sau đây sẽ là những con giò đầy đủ công giáp. Màu hai này đang nào, màu hai này cảm giác đang đi giò khá rộng dành cho Hitty đấy. Lên giáp trước chuẩn bài dành cho Hoàng Mai Nhi. Đi công thì lên giáp trước và giò thủ thì lên công trước. Đấy là cái quy luật dành cho anh em. Bên này thì Văn Nhất. Văn Nhất tham lai à, Parmesan cũng bắt đầu kích đời rồi. Phải đối đầu với Văn Nhất sẽ là Persian. Cần phải bo về bãi vàng sớm vào. Đó là nguồn sống trong trận này để mà đối đầu với Persian. Hoàng Minh Nhi đang bị một tên vẩy giò hơi đen. Giá như con giò vừa rồi của Hoàng Minh Nhi nó không bị nhốt thì mình tin là màu 2 này sẽ không thể nào mà ổn được với Hoàng Minh Nhi. AC, Greek, Baby với Egypt à? Tứ tuyển. Cái đấy là anh em cấm tứ tuyển thôi. Còn mà cấm lục tuyển hay là bát tuyển thì nó lại còn rất nhiều quân khác nữa. Anh Mạnh Cường Lê à? Đội cao chắc nào? Cái này thì em cũng không rõ. Game thời gian gần đây thủ chúng ta thi đấu ở VEC cũng không còn độ đẽo quá nhiều nữa rồi. Ngày trước thì có ngay trên cái khung giao diện của trang web là có luôn cho anh em vào độ F-Coin. Bài Hoàng Mai Nhi lên sớm nhưng đang bị pơ chọc chéo sang một tên. Cái việc pơ chọc chéo như này Văn Nhất sẽ cần phải làm gì đi chứ nhở? Tam Lai đang là 18/28. Persian đang én dần khả năng giữa bản đồ đấy em ơi, hoặc là 6 giờ. Giữa bản đồ hoặc là 6 giờ cứ chạy xuống 6 giờ, còn lạc đà vứt ra giữa bản đồ, gặp thì băm luôn. Ra cho mình một vài chiếc ruộng đến từ Parmesan. Hoàng Mai Nhi đang có ý định đó là công cao ở nhà mà hai tên này vẫn chưa lên 3. Một P và một K sóc đều vẫn Hoàng Mai Nhi đang đánh thực sự, anh em học hỏi rất nhiều.
một B để tránh trường hợp là rapper sang cứu, và một A để công ca, một ca luôn hay chăng. Đối phương bắt đầu thấy Hoàng Minh Nhi đóng A rồi. Về lớp à, như vậy Văn Nhất cần phải tìm jumper và chọc sớm vào, hoặc thậm chí là không lấy được thì sang đây. Đây sẽ là một mặt trận mà đánh nhau rất nhiều tên này. Tên này đặc biệt Pan đang xông đến bảo kê con ca dành cho Hoàng Minh Nhi. Hơi đáng tiếc nhưng mà nhà những nông dân xây cả Hoàng Nhi đã bị màu 8 chọc chết rồi. Chậm mất nhịp độ tấn công một chút. Mình nghĩ là đang nào cũng nổ thôi. Vậy, vậy, Ngọc Oanh. Vâng, như vậy Ngọc Oanh đã đổi màu lên cho 8 tên này rồi. Hoàng Minh Nhi có thêm một con lạc đà. Đen luôn, như vậy chém chết là đối phương cuồng quá đen luôn nhỉ. Tiếp tục thêm một con lạc đà nữa dành cho game thủ Hoàng Minh Nhi, rất tuyệt vời. Vâng, bãi vàng đang hơi tắc một chút nhưng tên này con ca. Văn Nhất thì mình nghĩ là Văn Nhất đang đục vào bên mặt bên này. Tên mà rất nhanh đánh cho Mai, cứ giật giật ra đi em. Đằng nào nó cũng bùng thôi. Khi mà con cả Hoàng Nhi sắp sửa ra rồi. Vâng, Mai máy Hoàng Nhi xem một tên mà truyền hình trực tiếp. Persia đối phương thì vẫn chưa mất gì nhiều. Quan trọng là tòa công được hit là được. Còn Persia thì không quá đáng lo. Khi mà mình có những con cung, có những con phù. Vâng, lâu thế nha. Vâng, lâu thế nha. Phòng Văn Nhất thì mình nghĩ bánh xe và lên cho mình thêm một A đi. Ô, con chuột nó đang hơi lắc thì phải. Vâng, Văn Nhất bắt đầu là sẽ là một tên mà truyền hình trực tiếp ca cộng. Vâng, dãi đằng nghe này dành cho Hoàng Minh Nhi cần một tên ca kìa anh. Chú ý ca điều ca một chút. Vâng, cố ý điều con ca này ra khỏi tầm bắn và lọt nhà tên này vào. Quýt luôn dành cho đối thủ Bùi Phương Nam, một bài hit đối phương là lên đời cực kỳ luôn. Vâng, chiến thuật là cực kỳ hợp lý. Vâng, công ca và có luôn một P. Vâng, nếu như để về lâu về dài. Vâng, gọi Ngọc Oanh phát phù được ngay luôn. Vâng, cảm giác cái tên Ngọc Oanh đang làm mưa làm gió dành cho những con phù. Vâng, một cái hốc mà màu 2 cũng đang là khá mắc.